Rồi chào các bạn mình đang xem ha. Hôm nay thì mình gửi cần phun xịt sát khuẩn chuồng heo cho khách nha. Cái cần này nó gồm 33 m, thì bác này cách bác kia là nó 68 cm nha. Ở đây thì mình xài cái bác lỗ mịn lỗ 4 gem nha mọi người. Đó. Bác lỗ 4 gem nha, rất là mịn nha. Này anh chủ chạy heo này ảnh đặt gì đặng mà phun sát khuẩn gác bỏ trên chuồng gì đó. Ở đây là cái đường đi thẳng lên trên kia thì nó 18 m, còn cái đường ngang này thẳng qua tới bên kia luôn thì nó 10 m nha mọi người. Còn cái đường thẳng xuống bên đây là nó 5 m nha. Đó mình gấp lại cho gọn gọn nên mình quay nha, tại vì nó dài quá quay không có hết, phải gấp lại gì thôi nha mọi người. Ở đây mình có chữ T, chữ T chia thuốc. Nói chung là cái này nó ít bét thôi, mình làm một đường vô thuốc nha, nó cũng không có nhiều bét mấy, khoảng cách 68. Ở đây mình có lắp cho khách cái ống này là cái ống tay lược gác, lọc gác đó mọi người. Xài bếp bệnh nói chung là phải lắp cái này mới ok nha. Nè lưới này nè. Ở trong này có cái miếng mũ màu đen này nữa nha. Nó bóp nó không có bị xẹp. Loại thì bằng là loại này thì loại tốt, loại inox 304 ha. Cũng có loại rẻ hơn nữa mà mình không có bán, anh em mà có mua lẻ gì gắn cần xịt bình xịt đỏ anh em mua ha. Loại inox 304 này thì nó đang bán thì nó 70 ngàn, còn loại inox 201 mình chưa có lấy về nha. Inox 201 nó rẻ hơn, nó khoảng 50 mấy ngàn vậy đó bạn. Nó gắn cái này vô đường vô thuốc bên đây nha, bấm dây là hết. Nó là anh em bà con nào có cần đặt hàng theo yêu cầu thì mình làm ha, mấy cần dài này nha. Ống thì mình đi ống 6 ly nha mọi người. Bét này thì mình chỉnh xuống được nha. Thường thường phun chuồng heo thì nó chụp xuống các bạn. Đó. Chỉnh cho nó xuống rồi xiết cái này lại. Xiết ốc này lại, bên đây cũng vậy luôn. Chỉnh cho nó xuống rồi xiết ốc lại luôn nha. Đó. Rồi. Cái này thì mình lắp vào cái bầu hơi bên dây nước cũng được nha. Chỗ này anh em vướng băng keo non lại nha. Và nó lọc gác nó không có tối đa, nó lọc tối đa cái lượng gác mà nó có thể là nó vào trong bếp ha. Tại vì đang phun lỡ mà nó có bụi có gì đó thì nó mất công tháo bếp tới lui hoài. Anh em có lượt trên nắp bình thiệt nhưng mà nhiều khi nó vẫn còn lọt xuống được nha anh em. Tại vì mình đổ nước đầy bình rồi cái mình đứng lên đó mình nghiêng nghiêng cái bình là gác nó sẽ lọt mấy cái kẽ hở trong cái lượt gác của cái bình xịt mình đó nha. Anh em là muốn lắp như vậy thì lắp nha. Nói chung lắp vậy là tiện hơn anh em ơi. Anh em không có bầu thì anh em tháo dây nước ra anh em lắp vô cũng được. Tại vì này mình sẵn có cái chân này mình gắn gì cho anh em xem nha. Còn cái này thì hoặc là anh em muốn lắp gì lắp vào cái cần cũng được. Đây cần thì mình lắp vậy nha. Đó. Đó, này là lắp cho cần 2 m nè, cần 5-6 m để mình cũng lắp như vậy được nha. Đó, nói chung là lắp vô nó cũng đẹp nha nè. Inox 304 nha, ở đây nó có in ngày tháng sản xuất nha. Không biết có phải không, mà thấy số này không biết có phải không. Rồi, cái này gửi đi nó có bịch như vậy nha anh em. Hàng loại tốt nó vậy ha, còn hàng này của Đài Loan nha mọi người, Taiwan. Còn hàng loại rẻ thì nó có xước rồi giống inox 201 anh em biết rồi nha, nó không có được bóng giống như 304 mình đâu. Loại đó thì nó rẻ hơn, mình cũng chưa bán cái loại đó. Hôm nay thì mình cũng bán cái này lâu rồi nha, anh em trên TikTok đồ mua nhiều nha mọi người. Anh em gắn vô cái đầu máy nén xịt máy nén cũng được nha. Đầu máy nén ví dụ anh em có hai đường dây ra nước thì anh em lắp vào cái đường dây, hai cái đường dây đó mình lắp hai cái luôn. Đó, nó hạn chế ngạt cát rất là hay nha. Mình có xài thử một thời gian rồi nha mọi người. 70 ngàn cái nha.